nhà nha. Xin chào cả nhà của kênh Hạnh Vlog nha. Ngày hôm nay thì hai anh em Hạnh mình đi xuống dưới sông mình mò dẹm nha cả nhà. Trời nước sông bữa nay nước đổ rồi nó quá đục luôn nè. Nên hai anh em Hạnh mình sẽ đi mò dẹm nha cả nhà. Đây, đây là con sông ở quê Hạnh nè. Nước mùa này nó đang nước đổ nên nó đục như vậy nè cả nhà. Nếu mà nó mà không phải nước đổ thì nó trong lắm nha. Còn nước đổ rồi đục cũng đen lùi à. Giống như nước dơ vậy. Đã ngốc rồi. Đã ngốc rồi. Trời ơi, mình xuống mình mò dẹm thôi. Nhái gì vậy? Sâu không anh? Nước sâu không? Không, không. Vậy đây nó có cái bãi rồi. Quấn. Quấn hả? Ủa, ơi, có gạo không anh? Ừ. Gạo ngon lắm. Nãy vừa lấy con dây cuộn để mình xuống sông nó trôi mình. Sông này là dạng sông nhỏ, nhiều sông mấy. Giờ mình xin mò dẹm nha cả nhà. Ây da, lạnh quá. À, sao nó chơi từ rồi. Đó. Ồ, vậy mà. Đủ nha. Có con nào mà bự bự không? Ăn xong rồi có đĩa mà. Dễ vậy. Lấy giò em đập đập em đụng là biết rồi. Mò sao mà đụng con gì mà cái chay. Thôi đừng như vậy. Nhưng ốc nè, ốc bắn. Có hến nữa nè. Hến luôn. Ốc gì vậy nè? Ốc quắn nè. Thằng ốc quắn nó bự thế. Ốc nổi không? Ồ, cho vậy. Này không hết nha. Ở nhà này không hết ngon. Hến nhỏ nè, phải hết cái. Ờ, hết đó mà em răng nó nắng ngon. Hến phô bột nắng ngon. Hến nó trong cái bự lắm. Hình như là nước nó ngay chăng cái mùa nước nổi cái nhà nước nó lên lắm nên mình mò dẹm nó hơi khó nha. Còn nếu mà nước mà nó giật xuống mình mò rất là dễ luôn. Hả? Nó đưa nó ra ngoài luôn. Thường ở trong bờ nó hay trong bờ mà sao cái này nó không có ta. Hến luôn. Cái gì? Em lên bờ mà chạy rồi sâu nè. Lặn rồi sâu biết lặn không? Nước này nước này như nước. Nước này nó quá lớn rồi. Nước quá lớn nước rồi nổi nhà, nước nổi hơi khó nha. Đây, dẹm xong nghe cả nhà. Nghe chăng cái mùa nước nổi thì dẹm nó không có được bự, nó khoảng chừng ba lớn không à. Cái này mình đi á, mình đạp chúng nó mình lặn xuống mình mò dễ hơn nha, chứ mình mò tay thì mình khó đụng lắm. Mình đi cái giò mình đạp chúng á. Bên anh có không anh? Rồi anh Tư lặn bển quá trời luôn rồi cả nhà. Để giờ đấy đi. Em để cho nó. Áo rồi. Áo à. Ở đây con còn em ơi. Đây con còn nè. Con ở cả nhà. Có không anh? Nè. Ủa bữa nay mình đi cái trắng nguồn. Nè. Bắt cái giò luôn nè. Bắt giò luôn à? Gấp giò luôn. Quá vậy? Gấp giò luôn. Nước ngay chăng cái mùi nước nổi, nước nó đục ngầu à. Nó giống như là nước nước đổ vậy, ở đây kêu bằng nước đổ nghe cả nhà. Có không? Có anh Tư. Có em gọi bển ơi. Đây đây nè, em hỏi rồi đây nè. Có. Dính luôn nè. Đây con nữa. Móc cái giò lên. Móc bằng cái giò. Caramel mò bằng cái giò. Đây cầm đây. Quê Hạnh đó là dẹm với lại hến với lại ốc quắn đồ nhiều lắm nha cả nhà. Mình mà muốn ăn á, mình đem cái thao xuống á là mình mò một tí xíu khoảng chừng 1 tiếng 2 tiếng là mình có mình ăn rồi. Chọn con gì con? Hả? Con gì vậy? Con chuồn chuồn. Ê kìa, con ếch nó nghinh đi kìa. Ếch đâu ngồi chơi nó bay ra kìa. Thấy không? Đó thiếu.
ôi ừ, ừ, cả em em ủa đó nó nhìn đó nghe cả nhà ừ. Thôi bữa nay là hai anh em mình bắt dẹm thôi, mình chủ yếu bắt dẹm mà mình không bắt con gì hết trơn. Nãy em bắt từ con cá bóng cát mà em thả rồi con ếch nó nghinh kìa, con ếch rồi cả nhà, con ếch nó nghinh thôi đừng bắt, bắt nay bắt dẹm, bữa nay bắt dẹm thôi nha. Đây quá trời dẹm luôn. Ôi nè, dẹm bự không nè cả nhà, dẹm xong á. Ồ con này dẹm cờ nè. Gì anh trúng gì vậy? Chúng gì vậy anh làm dữ vậy? Trời ơi hến nè. Cái gì vô vậy? Rồi vô gì vậy? Không vô đồ cổ cái gì á vậy nè. Trời ơi ủa cái này giống cái đồ mà chạy đâm tiêu quá vậy anh. Cái này cái bát của nữ vương ở dưới này nè. Anh em mình đi mò kia kiếm ốc hoa dẹm mà ai dạ vô đồ cổ. Cái này thời của Tằng Thứ Hoàng gì á. Cái này đây đây nè, đi kèm luôn nè. Cái này về mình làm cái thố đâm đâm tiêu rồi. Rồi đâu thử làm cái đem về luôn nha. Cái thố của nhà nó giống như cái đồ đâm tiêu rồi đó. Thôi cái thào từ giờ mình mò đầy chưa? Bây giờ mò bộ rồi. Nhiều lắm rồi. Này thao luôn rồi nè. Bây giờ mình đem lên thôi nè, chứ mình ngò từ giờ cũng ít cá mình cắt á. Cá rồi là mình thả luôn nha cả nhà. Nay bắt dẹm. Quá trời ha. Quá trời. Thả gì kế anh Tư? Này cỡ khoảng chục tí à. Rồi giờ hai anh em mình đi đem về nơi kiếm rồi. Cái món nào ngon ngon mình làm mình ẩm thực cho cả nhà xem, tắm rửa sạch sẽ đó. Đem cái hố Tằng Thứ Hoàng về luôn. Cái hố Tằng Thứ Hoàng của anh Tư Hạnh mò được nè cả nhà. Mình đem về luôn nha. Anh em Hạnh mình về tới nhà nghe cái nhà, tắm rửa cũng sạch sẽ hết rồi. Số dẹm này anh tính làm gì anh? Trời ơi, ăn sống luôn. Tắm nữ là nữ ăn sống rồi. Ăn sống cho được, thay vì ta ăn hào. Không coi cô quéo, cô xả cũng được. Sống được anh ơi. Này cô xả cũng được gì? Nè. Cô xả hả? Ừ. Thôi giờ bữa nay mình làm món gì lạ lạ đi, mình làm dẹm mình cà ri được không? Dẹm cà ri gì hả? Tỉnh à. Đây. Đây là con dẹm nè cả nhà, dẹm cánh quạt nè, dẹm này chứ mừng lão tướng luôn nè, dẹm này chắc nó già dữ lắm nè, đen mùi à, nó uống mù à. Đó, dẹm ở dưới quê Hạnh thì nó con canh con to to nghe cả nhà. Nó ngon ngon nè. Cái thịt dẹm này thì nó rất là béo luôn. Thôi giờ hai anh em mình chế biến món cà ri đi anh ơi. Cà ri hả? Cà ri dẹm đi. Dẹm này chắc mình phải cô bằng số ốc này cho em. Ốc này chắc mình để lợi mình hấp xả mình ăn riêng đi. Hôm nay mình làm cho cả nhà xem là món dẹm cà ri nghe cả nhà. Đó. Rồi. Giờ hai anh em mình đi luộc cái dẹm này xương qua đây. Rồi, cái thả mỏ mình sẽ lấy thịt bên trong nghe cả nhà. Dẹm của mình luộc xong rồi nghe cả nhà. Dẹm này thì nói chung là mình luộc á, mình nó vừa hả mỏ thôi nha. Tại vì mình luộc quá thì nó sẽ bị teo lại, nó không có ngon. Rồi xong mình tách ra nha. Rồi mình đem đi rửa lại khoảng chừng 3-4 nước sạch đó, cho nó ra hết cái chất đắc nghe cả nhà. Đó, thì hôm nay Hạnh với anh Tường Hạnh mình làm cái món dẹm mình nấu cà ri á, là có nè khoai lang chiên. Khoai lang này á, thì mình nấu cà ri á, mình phải chiên xương nha. Khi mà mình nấu cà ri á, nó không có sẽ bị bể ra, mình nấu rất là ngon luôn. Và một số nguyên liệu là có hành tây nè, sả và tỏi băm, ngò rí và nước cốt dừa nghe cả nhà. Hạnh sử dụng khoảng 1 lít nước cốt dừa. Đây giờ Hạnh sẽ ướp cái phần dẹm này nha. Ướp dẹm thì Hạnh sẽ sử dụng là dầu cà ri nghe cả nhà. Mình bỏ vào đó, mình bỏ khoảng chừng 2 muỗng cà ri á, cho nó lên cái màu đẹp. Và bột nghệ nha. Bột nghệ, bột kêu bằng bột cà ri á nghe cả nhà. Mình để vô khoảng chừng 1 muỗng cà phê á. Dẹm này á, mà mình đi bắt về á cả nhà, mình phải ngâm khoảng chừng 1-2 tiếng á, mình để ớt vô cho nó nhả cái đất dơ ra. Nếu mà mình có thời gian á thì mình để khoảng chừng qua đêm luôn cũng được nữa, là chắc cú luôn á, là nó không có còn đất ở trong cái miệng đâu, mình ăn nó không có bị dính đất. Đó. Mình trộn đều cái phần dầu cà ri với lại bột cà ri lên, cho một miếng cà no vô. Hôm nay anh em Hạnh làm cái món cà ri dẹm không biết cái mùi vị như thế nào nha. Bột ngọt, một tí xíu đường,
gió mát ghê em. Bữa nay trời đẹp quá. Đó mình trộn cái phần dẹm này mình để khoảng chừng ớt khoảng chừng để 5 phút nha. Rồi xong là mình sẽ đem đi khử lại tỏi và xả cộng nha. Mình sẽ nấu cà ri nghe cả nhà. Giờ mình đổ dầu vào mình phi tỏi và xả để chuẩn bị nấu cà ri nghe cả nhà. Bỏ tỏi vào. Và xả cộng nha. Mình xào cho con dẹm của mình nó thấm gia vị và nó thơm xả và tỏi là mình sẽ đổ nước nước cốt dừa vào nha. Rồi cà ri dẹm không biết cái mùi vị như thế nào anh. Trời ơi, đỉnh thấy luôn. Nó thơm quá ha, mỏng lên màu đẹp ghê không. Cái món cà ri dẹm này thì hai anh em mình thử làm nha cả nhà. Không biết cái mùi vị nó như thế nào. Dẹm mà nấu cà ri, thay vì người ta nấu cái ốc cà ri mình nấu dẹm cà ri anh. Không biết nó mùi vị như thế nào, không biết nó ngon nữa. Nhưng mà thấy con dẹm nó uống mùi kìa, nó ăn lại kìa. Không thay em nghĩ nấu được tại ốc giác người ta còn nấu được. Quá ngon. Mình nấu, nhưng mà nếu mà theo như mình nghĩ là con dẹm nó béo chứ. Béo hơn. Nó săn cho anh giờ đổ nước cốt dừa vô nha. Rồi mình đổ đi. Giờ đổ nước dừa vào nghe cái nhà, dẹm của mình nó săn lại rồi. Mình để chín quá thì con dẹm của mình nó sẽ bị teo, nó không có ngon nha. Cái này mình để bao lâu em? Cái này mình để khoảng chừng 15 phút. 15 phút cho nó thấm lại là mình sẽ để khoai lang vào nha cái nhà và hành tây vào nha. Cái phần cà ri dẹm của mình là nước nó sệt lại nghe cái nhà. Giờ mình sẽ bỏ cái phần khoai lang chiên vào nha. Giờ mình sẽ nêm gia vị luôn nha cái nhà, cho một tí xíu bột ngọt. Một tí xíu cà no. Một tí xíu đường. Một ít muối nha. Mình sử dụng là muối hột nha cả nhà. Có cái phần cà ri dẹm của mình là nó rút lại rồi đó. Giờ mình sẽ đổ thêm một cái phần nước cốt nha cả nhà. Nước cốt này là nước cốt nguyên chất luôn á. Nó sẽ làm cho cái cà ri của mình nó sẽ sệt lại mà nó béo, thơm ngon lắm. Cốt đây. Và cuối cùng là Hạnh sẽ bỏ hành tây vào nha. Đó là mình nêm gia vị lại là nó vừa ăn là đem lên mời cả nhà thưởng thức chung với là hai anh em Hạnh nha. Cái món cà ri dẹm của hai anh em Hạnh mình làm hoàn thành này nghe cả nhà. Lần đầu tiên hai anh em Hạnh mình làm cái món cà ri dẹm không biết cái mùi vị như thế nào nha. Thôi giờ đợi gì nữa Hạnh sẽ review thử cho cả nhà xem nha. Coi cái món cà ri dẹm cái hương vị nó như thế nào. Ngon nha. Rất là tuyệt vời luôn nghe cả nhà. Đây, anh em mình chế biến này cho hành tây và khoai lang. Đó. Thêm một tí xíu ngò gí nha. Rồi giờ múc mấy cái dẹm này múc ra lên. Mình ăn kèm lại bánh mì nghe cả nhà. Đây cái nước cà ri nè cả nhà, nó rất là kẹo luôn nha.
rất là tuyệt vời luôn, nhưng mà không có biết cái nước dẹm nó ra cái mùi cà ri như thế nào. Cà ri này thì mình sẽ ăn kèm với lại là muối tiêu chanh nha cả nhà, mình chấm lại bánh mì. Đây, bánh mì tí hon. Mình quét thử con dẹm vô cái bánh mì coi. Thấy nó, cái nước nó ra nó kẹo ngon quá anh ha. Nhưng mà không có biết cái cho cả nhà xem luôn nè. Mời cái nhà con dẹm mình nấu cà ri nha. Mời cái nhà một miếng nha. Ui, ngon anh ơi. Con dẹm nó béo này cái nhà, mà mình nấu với lại cà ri á, nó có cái chất dừa nó béo béo mà nó ngọt ngọt, mà mình ăn nó dẻo dẻo rất là ngon luôn nha. Nếu mà cả nhà có cái nhà một bơ, thì, một muỗng dẹm nha, chứ không ăn con nữa. Nếu mà có dẹm thì cái nhà nấu thử món này nha, cái nhà rất là tuyệt vời luôn á. Cái nước nó béo béo mà mình chấm với lại bánh mì ăn ngon ghê á. Không, con dẹm này nó ngọt. Anh cắn vô nó béo, nó ú á, cái thịt nó ú á. Chứ mình ăn một miếng bơ đây nó ngọt ngọt nè. Chứ cái củ hành nó quá béo à. Ngon béo. Quá, ngon quá cả nhà. Quá ngon. Anh em mình chế ra cái món này cũng nhận tuyệt vời thật chứ. Không, cái món này miễn mà ngon, ngon lắm. Không, nếu mà ngon anh mai mốt mình có dẹm rồi. Đúng mình rồi. Sẽ nấu món này, món cà ri dẹm. Không, nếu mà món này ngon là ở dưới quê mình người ta coi biết nên nấu ăn thử ngon lắm. Tại dưới quê mình dẹm nhiều. Mà ở nhà một muỗng dẹm nữa nha. Công nhận mình nấu, mình nấu cà ri có hoa lan vô ngon rồi anh ha. Dẻo dẻo mình ăn. Mình nấu cà ri với cả nhà có cái mùi xả với lại tỏi á. Thơm. Mình bỏ vào mình phi á thôi, con dẹm nó thơm lắm. Nó ngon lắm. Quá ngon luôn rồi. Lần đầu tiên hai anh em mình làm cái món dẹm này quá thành công rồi anh ơi. Thành công rồi. Nó ngon không biết rằng diễn cả luôn. Đúng rồi, quá ngon. Mời cái nhà một miếng nữa nha. Ngọt mà như vậy mới thơm. Quá ngon. Nói chung là ngon thiệt nha, cái nhà cũng phải ngon kêu bằng ngon cải lương luôn nha. Quá ngon rồi. Con dẹm này dẹm xong của quê nó béo kinh khủng thôi chứ. Mà mình nấu lại nước dừa nó béo ghê luôn á. Nó thấm vào con dẹm mình nấu cà ri á, có cái mùi bột cà ri á và xả nó ngon lắm. Quá ngon. Khoai lang nè. Khoai lang ngọt ghê ha. Thôi em ơi, bây giờ mình cắt bếp đi, cho comment vô ăn với chúng mình hơi dài rồi. Đúng rồi, anh em mình tiến hoài rồi, hết trơn luôn, comment dẫn tối luôn nè. Hai tuần đói luôn. Hết luôn. Hết luôn rồi, rồi. Cho comment ăn với. Đi bắt dẹm cực khổ rồi dẹm. Cực khổ rồi. Cả nhà ơi, Hạnh xin khép clip ở đây nha. Clip mà hai anh em Hạnh mình đi tìm dẹm, mình làm cái món cà ri dẹm quá trời ngon, quá ngon luôn á. Siêu kinh điển luôn nha. Cả nhà thấy clip của hai anh em hay hay thì đừng quên bấm like và đăng ký chia sẻ kênh cho bạn bè cùng xem nha cả nhà. Giờ chào tạm biệt cả nhà nha. Chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye. Bye bye.